Chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thanh toán Shopee bằng ví EPay. Thì để có thể thanh toán đơn hàng trên Shopee bằng ví EPay thì các bạn cần phải thực hiện hai điều cho mình. Điều đầu tiên là các bạn phải liên kết được ví EPay với Shopee và điều thứ hai là trong tài khoản ví EPay của các bạn phải có số dư đủ để thanh toán đơn hàng mà các bạn muốn mua. Thì nếu bạn nào chưa biết cách liên kết ví EPay với Shopee cũng như là cách nạp tiền vào ví EPay thì hãy tham khảo những video mình để link ở phần mô tả video nhé. À, còn à, ở đây ấy, thì mình đã làm xong hai cái bước đó rồi đó chính là mình đã liên kết ví ePay với Shopee cũng như là trong ví ePay của mình ấy, đã có 300.000 đồng đó các bạn thấy không ạ ở đây là ứng dụng Shopee nhé các bạn nhé đây là ứng dụng mua sắm là Shopee này mình vào phần tôi này chọn đến mình ví ePay này đó tổng tiền trong ví 300.000 đồng và đã liên kết với Shopee rồi bây giờ thì để tiến hành thanh toán đơn hàng trên shopping ví ePay thì cách thực hiện rất đơn giản thôi các bạn tiến hành chọn mua sản phẩm như thông thường sau đó là cho sản phẩm vào trong dò hàng chúng ta tiến hành chọn mã shopee voucher nếu mà có thì ở đây mình sẽ chọn là miễn phí vận chuyển qua thanh toán via pay và giảm 80k cho đơn tối tiểu không k cũng khi thanh toán qua via pay ấn đồng ý này tiếp đến chúng ta nhấn mua hàng này ở đây thì các bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa các bạn lưu ý để kiểm tra cái đơn vị vận chuyển đấy nhá ở đây mình thấy vận chuyển gì vào những 50.000 mình sẽ chọn lại đó chọn GNV Express này có 15.500 đồng thôi mà lại còn được miễn phí vận chuyển nữa đó các bạn thấy không ạ Shopee voucher ở đây đã được áp dụng hai mã là mã trừ 80k và mã miễn phí vận chuyển để mà thanh toán bằng phương thức VFA thì các bạn hãy chọn phương thức thanh toán là VFA đây thì khi mà số dư của các bạn đủ ấy, thì nó sẽ tự động chọn là VFA và trong trường hợp mà số dư không đủ ấy, thì nó sẽ tự động chọn là thanh toán khi nhận hàng và nếu mà các bạn muốn chọn là VFA thì các bạn phải nạp tiền vào để cho đủ cái đơn hàng này nó chọn là VFP rồi mình sẽ nhấn đồng ý rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại các thông tin một lần nữa cụ thể nhất là ở đây là tổng tiền này mà chúng ta phải trả nó sau khi áp dụng mã giảm giá thì một cái đơn hàng 150k thì mình chỉ phải trả có 85.500 đồng thôi rất là rẻ giờ thì chúng ta sẽ nhấn đặt hàng rồi bây giờ thì nó sẽ hỏi nhập mật khẩu FPay e thì đây chính là cái mật khẩu đặt lệnh mà các bạn đặt cái lúc mà đăng ký ví FPay ấy Ờ, phần này mình xin phép được bỏ qua vì nó chứa thông tin cá nhân nhé sau khi mà các bạn nhập mật khẩu đặt lệnh xong ấy, thì đơn hàng đã được thanh toán xong xuôi và lúc này hệ thống nó sẽ tự động chuyển sang cái tab chờ uh, lấy hàng tức là cái uh, sản phẩm này đang trong cái quá trình chờ lấy hàng như thông thường thôi và chúng ta sẽ quay trở lại cái mục tôi ở đây kiểm tra VFA xem số dư là bao nhiêu đó lúc nãy là 300.000 đồng bây giờ còn 214.500 đồng thôi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thanh toán Shopee bằng ví ePay rồi. Nếu mà bạn nào có thắc mắc gì thì có thể để lại ở phần comment bên dưới video nhé. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra video mới. Cuối cùng cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.